các bạn, mình tên là Bunny và cái video của ngày hôm nay thì Bunny sẽ dạy cho các bạn một cách make up rất là dễ thương và rất là dễ làm cho Noel. Mình nghĩ các bạn đã theo dõi Bunny từ cách đây để các bạn 2 hoặc là 3 năm trước thì các bạn sẽ biết là mỗi năm khi mà đến Noel thì Bunny sẽ làm một cái kiểu make up để mà dạy cho các bạn làm để mà đi chơi cho Noel. Thì 2 năm trước và năm ngoái, hình như là 2 năm trước với lại năm ngoái, là Bunny đã dạy các bạn làm cách make up cho Noel nhưng mà nó hơi đậm. Nói chung là nó hơi đậm. Nhưng mà năm nay thì Bunny không muốn dạy cho các bạn làm make up cho Noel đậm thôi. Và Bunny sẽ dạy cho các bạn làm một cách rất là dễ thương và nhẹ nhàng hơn so với lại mấy năm Noel của năm ngoái. Và nếu như mà các bạn muốn xem cách mà Bunny dạy các bạn làm make up cho Noel của mấy năm trước hay là năm ngoái thì các bạn có thể bấm vào khuôn mặt của Bunny hoặc là một là bên đây hoặc là hai là trên khuôn mặt của Bunny hoặc là dưới cái description box để mà xem mấy cái make up video của Noel của mấy năm trước và năm ngoái. Và nếu như các bạn nào mà đã theo dõi Bunny trên Instagram hoặc là Facebook thì các bạn đã biết là Bunny đã cắt tóc rồi. Và Bunny vừa mới cắt tóc hôm qua, nghĩa là ngày như là ngày 13 và hôm nay là ngày 14. Nhưng mà khi mà Bunny up cái video này lên có lẽ là thứ 6 hoặc thứ 7 của tuần này thì Bunny sẽ up cái video này lên. Và yes, Bunny đã cắt tóc. Và Bunny biết có nhiều bạn khi mà Bunny up cái video khi mà Bunny up cái hình tóc mới của Bunny lên nè, thì các bạn hỏi, có nhiều bạn hỏi ô Bunny ơi, cái máy này gọi là máy gì? Thì cái máy này được gọi là máy thơm. Và hiện giờ Bunny rất là thích cái kiểu tóc này với lại cái máy. Và trước khi mà Bunny cắt là Bunny đã muốn cắt con máy thơm cũng mấy tháng trước rồi nhưng mà chưa có can đảm, tại vì Bunny chỉ sợ là khuôn mặt của Bunny nó tròn á. Khi mà Bunny cắt máy thơm thì nó sẽ làm cho Bunny tròn hơn. Nhưng mà rất là vui bởi vì khi mà Bunny cắt xong nó lại làm cho Bunny thấy ngạc nhiên, là tại vì khi mà Bunny cắt xong thì Bunny lại thấy được cái nó lại làm cho mặt của Bunny dài ra. Và có thể nói là Bunny thấy được cái như là cái V-line ngay đây của Bunny nè. Và nói chung là nó làm cho mặt của Bunny ốm vô. Và có thể nói là Bunny đã giữ máy dài và không cắt máy nữa trong hình như 5 năm đến 6 năm rồi. Nhưng mà hiện giờ thì Bunny rất là thích cái kiểu tóc này, nhưng mà nó có cái gì đó làm cho Bunny chưa có quen. Bởi vì nói chung là lâu lắm rồi Bunny chưa có cắt máy, và khi cắt lại thì cần thời gian để mà tiếp thu cái kiểu mới. Và Bunny cảm thấy là khi mà Bunny nhìn vào gương nó có cái gì đó làm cho Bunny thấy là Bunny nhìn lạ quá, Bunny nhìn không có quen. Nhưng mà Bunny nghĩ là khi mà Bunny up cái video này lên, nghĩa là thứ 6 tuần này, có lẽ đến ngày đó là Bunny sẽ quen hơn rồi. Nhưng mà yeah, đây là cái kiểu tóc mới của Bunny và Bunny rất là thích. Và nếu như các bạn muốn biết chỗ Bunny cắt tóc ở đâu thì cũng như thường xuyên khi mà Bunny cắt ở một chỗ thôi. Và mỗi lần mà Bunny làm một video về hair update, Bunny hay để cái địa chỉ, thì Bunny sẽ để lại cái địa chỉ của cái chỗ mà Bunny cắt nữa ở dưới cái description box cho các bạn xem. Oh yeah, và trước khi mà Bunny bắt đầu cái video này thì Bunny sẽ Bunny sẽ cho các bạn xem tóc của Bunny. Và yeah, đây là cái độ ngắn của nó. Và cái độ ngắn của nó cũng như là cái tóc của đợt trước khi mà Bunny làm cái hair update cho các bạn xem thì nó chỉ ngắn đến đây thôi. Bunny cũng muốn cắt ngắn đến đây lắm nhưng mà có cái gì đó hơi tiếc và sợ. Cho nên là nói chung là chưa có đủ tâm lý để mà cắt ngắn đến đây. Nhưng mà có thể trong tương lai Bunny sẽ cắt nó ngắn ở đây. Nhưng mà hiện giờ thì chỉ đến đây thôi. Và yeah, một lần nữa đây là cái overview của cái tóc của Bunny. Và một lần nữa cái này là mái thưa, hoặc các bạn có thể gọi nó là mái ngố mà là mỏng. Và yeah, cloud. Và cái video ngày hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút là Bunny sẽ không có voice over. Và Bunny sẽ vừa làm vừa nói luôn, vừa làm vừa hướng dẫn cho các bạn biết. Yeah, và trước khi mà Bunny chuẩn bị make up thì Bunny muốn nói cho các bạn biết là Bunny đã đánh make up dặn cho khuôn mặt lên khuôn mặt của Bunny rồi. Và Bunny đã dùng foundation của hiệu Make Up For Face and Body để mà đánh lên khuôn mặt của Bunny. Sau đó Bunny đã dùng phấn bột phấn của hiệu L'Oreal để mà đánh lên cái khuôn mặt của Bunny. Yeah. Và sau đó Bunny đã vẽ lông mày và dùng kem che khuyết điểm để mà che khuyết điểm lên khuôn mặt của Bunny. Và yeah, Bunny sẽ bắt đầu cái video này nha. Và tiếp theo thì Bunny sẽ dùng kem lock mắt để mà lock lên con mắt của Bunny trước. Và cái palette
của hiệu Urban Decay Electric Palette. Yeah, và cái màu đầu tiên mà Benny sẽ xài sẽ được mang tên là Savage, nghĩa là cái màu hồng đậm này. Yeah, và Benny sẽ dùng cái màu hồng đó để mà đánh lên cái mí mắt của Benny. Và sau đó Benny sẽ dùng cái cây cọ tán, nghĩa là cái cây cọ chổi để mà tán cái màu đó ra cho nó đều hơn. Thì Benny sử dụng cái cây cọ xéo vừa với cái màu hồi nãy Benny sẽ đánh ở dưới cái mắt nước của Benny mà là chỉ bên giữa của phía ngoài thôi. Và tiếp theo Benny sẽ dùng hộp màu của hiệu Too Faced và nó được mang tên là Natural Eye Palette. Yeah! Và với cái màu Heaven, Benny sẽ dùng cái màu đó để mà đánh ở bên trong cái góc mắt của Benny với lại ở trên cái trán xương của Benny để mà highlight. Tiếp theo thì Benny sẽ dùng cái cây bút mà là lăng mà là có kim tuyến để mà đánh ở bên góc trong của Benny để mà làm cho cặp mắt của Benny nó bling bling ra hơn và nhìn đẹp hơn và nó lóng lánh hơn. Và cái hiệu của mình xài là của hình như là NLE Shine Stick. Và yeah, và nếu như các bạn để ý thì Benny đã nối mi để mà cho lông mi của Benny nó dài hơn. Và bởi vì Benny đã nối mi cho nên Benny sẽ không có gắn lông mi giả. Nếu như các bạn thích gắn lông mi giả thì các bạn cứ việc gắn lông mi giả hoặc là chút mascara lên, nhưng mà Benny sẽ để cái mi nó như vậy và không nối, không không lật lục và không có và Benny sẽ không có gắn lông mi giả hoặc là chút mascara. Và thay vì đó thì Benny sẽ dùng cái bột kẻ mắt á của hiệu Urban Decay và nó được mang tên là Perversion. Và Benny sẽ dùng nó để mà kẻ lên những cái phần mắt của Benny. Và tiếp theo thì Benny sẽ dùng cái bột highlight của hiệu MAC để mà highlight lên khuôn mặt của Benny. Và cái chỗ mà Benny sẽ highlight như là cái sống mũi bên cái chỗ trán và hai bên cái gò má ở bên trên. Yeah. Và ở dưới cái cằm của Benny nữa. Đặt như vậy thì cái này sẽ là một cái mẹo để mà làm cho cằm của các bạn dài ra hơn một chút. Và tiếp theo Benny sẽ dùng cái má hồng, màu hồng để mà đánh lên cái má của Benny. Thì Benny sẽ đánh son. Và cái cách Benny sẽ đánh son thì Benny sẽ dùng hai cái màu này. Cái màu thứ nhất mà Benny sẽ xài sẽ là cái cây son màu đỏ. Sau đó Benny sẽ dùng cái cây son bóng màu đỏ để mà đánh lên môi. Và cái cách mà Benny sẽ đánh thì Benny sẽ đánh theo cái cách xí mũi. Và Benny sẽ làm cho nó hơi lờ đậm bên trong và lờ vờ ra ở ngoài thôi chứ không phải là đậm hết. Và yeah, nhưng mà nếu như mà các bạn thích cho cái môi của các bạn có một tí xíu gì đó bóng bóng như là Benny vậy đó thì Benny sẽ dùng cái son bóng để mà đánh ở bên trong cái môi của Benny. Và như vậy thì Benny nghĩ nó sẽ đẹp hơn và theo ý của Benny hơn. Yeah. Và mình muốn nhắc nhở cho các bạn biết là son bóng của MAC nó rất là stay true to its color, nghĩa là các bạn thấy cái màu này là sao khi mà đánh lên môi nó sẽ ra như vậy, nghĩa là cái màu đỏ này nó rất là đậm cho nên các bạn lấy một tí xíu thôi để mà đánh lên môi thôi chứ không thì các bạn sẽ làm cho môi của các bạn rất là đậm. Là 1.2 chấm hay là 1.5 đã đủ. Sau đó Benny sẽ dùng lại cái cọ đánh son của Benny để mà tán cái môi ra cho nó đều. Và cái makeup này nó xong nhưng mà để Benny muốn nói cho các bạn biết
biết là khi mà các bạn đánh mấy cái màu đậm á thì nó hay bị dính vô răng giống như Vinny đang bị bây giờ nè. Cho nên các bạn cần một cái ngón tay sạch của các bạn để mà làm như vậy. Và khi làm như vậy rồi thì các bạn sẽ lấy ra mấy cái son mà nó dính đi trong cái miệng á thì nó sẽ không dính vô cái răng rồi. Và cái kiểu makeup này đã xong, nhưng mà để cho nó thật là hoàn hảo thì mình sẽ tháo cái này ra. Bấm 3 nút like, share và subscribe nha. Và về những gì mà các bạn vẫn cần biết về bên này, như là Facebook, Instagram, etc. Bên này sẽ để nó ở YouTube description box, hoặc là bên này sẽ để nó ngay đây. Nhưng mà để chắc anh các bạn nên check cái description box của bên này để mà check mấy cái thông tin như là liên lạc bên này về đó. Và yeah, bên này chúc các bạn một Noel thật là vui vẻ. Happy Christmas, Merry Christmas. Và yeah, bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye. Oh yeah, còn một cái nữa, trước khi mà Bunny đi thì cách đây 2 tuần trước Bunny có up một cái video hình như là Get Ready With Me Hardwell. Và trong đó Bunny có nói là Bunny đã có làm cái video giống như là về dọn nhà, thì để nói lại Bunny chưa có làm và để cho và để Bunny nói rõ hơn là cái video đó Bunny chưa có làm, và khi mà Bunny đi thì Bunny mới làm. Và yeah, một lần nữa, bye bye các